chào tất cả anh em nha. Mình mới lên clip là anh em ở Bình Dương cũng chốt luôn đặc phẩm này nha. Nãy anh em ở Đại Vinh đã chốt giò đạp một số rồi. Thì anh em ở Bình Dương nè, chuyển đủ tiền luôn nè. Đó, ba mấy triệu nha anh em. Bẩn với mấy cái lặt vặt cần hắn tồn luôn. Nhưng mà hôm nay anh em ủng hộ đồ tồn rất là nhiều nha. Thì mình gói đồ cho anh xong cái mình lên cho anh em một số đồ ghi như đồ tồn nhóc luôn nha anh em. Nay đồ mới đồ về cũng rất là nhiều nha. Đó, cặp bẩn VIP đã ra đi nha. Rồi, cảm ơn tất cả em đã tin tưởng ủng hộ nha. Anh em nào mua thì cứ việc chuyển khoản mình giao nha anh em. Sau đó mình bỏ vô này. Mình để yên nguyên nhà không vệ sinh luôn nha anh em. Mình quay sao mà mình cho vô vậy luôn. Đây, đúng tem tròn. Nè, đúm tròn tròn luôn. Rồi mình bỏ cái lỗ tai bẩn vô luôn cho anh em về hàng lại. Giao đúng cặp bịch tròn luôn. Đây, ra ngoài đây. Cho vô cái thùng này. Chứ để vận chuyển nha nè, vận chuyển nó sẽ dễ vỡ. Đó. Vô đây. Này cao su. Rồi chút xíu mình sẽ gói lại kỹ, rất là kỹ, đóng vào cho anh em tận nhà luôn nha. Rồi, vô đây mình giới thiệu cho anh em thêm một số đồ mới về với một số đồ zin nha anh em. Đây là hàng mới. Tem 99 viền bạc chữ Z. Tem này là mình dán thường lắm nha anh em. Bao tóc cho anh em 2000. Đầy đủ màu cho anh em luôn nha. Cuộc đồ nói chung là nay về đồ khá nè, xinh dĩa. Bích tông AGT. Nắp chụp xăng SGB. Mấy đồ chính hãng thôi anh em ơi. À, bên mình quan trọng nhất là cái chất lượng nha anh em. Đó. Cái chất lượng phải đi hàng đầu nên thành ra bên mình chọn những đồ zin chính hãng rất là nhiều. Đó, AGT. Hàng này là xài vô tư. Này. T3. Này là STD, AGT. Từ STD tới COP 4 mình có đủ nha anh em. Đó. Cam kết này, hàng này xài rất là ok cho anh em. Bugi NGK B8. Hàng chất lượng. Quýnh lửa bao giật tê tái luôn nha anh em. Nè. B8. Hàng chính hãng NGK. Bao mạnh lửa cho anh em luôn. Rất là nhiều nha anh em. Về số lượng cho anh em luôn. Đồ Yamaha chính hãng. Đây. Made in Malaysia, nhập khẩu từ Malaysia luôn nha. Máy đỡ sên rồi gòn đồ zin chính hãng luôn nha anh em. Đây. Hàng nhập khẩu Malaysia nha. Đó, đồ rất là nhiều. Đó là về hàng mới nha anh em, về hàng mới phụ kiện đầy đủ nha. Còn qua đây đồ zin. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đồ zin theo xe và đồ tồn nha anh em. Chấn 3, hàng gớt xe bao đẹp. Chung là chấn 3 mới giờ thì đưa lên cà lĩa xài nó không có ngon nè. Nè chỉ chạy nè, nước sơn zin. Cái đát còn luôn nè. Nãy mình vệ sinh gan cái nó hơi mờ nên cái đát còn đát luôn nè. Móc dây công tơ mét, móc dây dầu còn đầy đủ hết, chưa tháo ốc luôn. Ốc chưa đóng lần nào luôn. Chấn 3 ký hiệu. Số 4. Nè, quay trong đây. Cái độ đẹp này mình bao chỉnh cho anh em nha. Bao đẹp luôn. Găng cỏ đều còn đầy đủ hết. Nói chung là đồ đẹp thì cái này nó thua cái tồn thôi nha anh em. Đáp thì nó còn luôn nè. Chưa sơn lại lần nào hết. Bao chuẩn. Nó là đi chung với cặp cuộc VIP này nè. Cặp cuộc nước sơn zin. Đó, tại mình tháo ra thì mình vệ sinh nha nè. Đó. Hàng nhắn rất là sâu. Nước sơn zin. Khuất phục zin. Chưa xì nha nè. Ca đúng ca ghi B nha. Đó. Nè, ốc còn chấm sơn nè. Ốc đây cũng vậy. Nói chung là phục này đẹp dữ lắm nha nè. Bao nhúng nhảy nhẹ nhàng. Ồ, nước cái này còn rất là đẹp. Mình nhúng thử nha anh em. Đây, đó. Nhẹ nhàng.
à, phuộc thì bao xì cho anh em nha, chấn ba bao chuẩn, tại vì gớt lên một chiếc xe rất là đẹp, không đụng chạm thì nó sẽ rất là chuẩn nha anh em. Đây là mấy món nè, nãy anh chốt giờ đập cần hắn toàn, cái này là cần hắn zin, zin theo xe, ốc zin nè, dấu chấm nè, rất là đẹp đó. Cần hắn là phải có cần số nghe nè, đây cần số zin, nước xi zin rất là đẹp, cần hắn cần số cho phải có giò đạp nha anh em, giò đạp zin E 7 cái sớm mà anh em ở Duyên Hải Tài Vinh anh chốt mà chuyển đủ tiền luôn nè, ốc số 7 rất tên chiếc xe đẹp nè, nước gam còn cái này thì có gơ nhẹ nhẹ nha anh em đó, nhưng mà xài ok nè, còn bạc bạc luôn nè. À, găng cỏ nè còn đầy đủ, không có bị xước gì nghe nè, nhưng gớt lên một chiếc xe đẹp thì những đồ này hoàn hảo hết. Cần hắn cốt hắn đó, ốc tán đồ zin còn đầy đủ hết nha anh em, về chỉ gắn vô thôi, còn luôn phốt cái bát này nữa nè, đúng chuẩn của nó luôn, giờ kiếm mấy đồ đẹp này cũng ít lắm nha nè. Cái đĩa nè, cái đĩa ghim nha nè, đĩa ghim đúng 30 ly nè, cái đĩa này xài có dấu xước rồi nên bên mình bỏ cho hở liếc nhẹ quan cái nghe, về anh em chỉ cần gắn vô thôi bao chuẩn nè. Đó là vậy, tại vì nó hắn vừa có hơi đúng thiết rồi, bên mình liếc nhẹ quan cái rồi anh em chỉ về sẽ gắn vô thôi. Giờ tới một số đồ tồn kho nghe nè, đồ tồn kho thì có cái lồng tồn kho rất là vip, đợt này về được cái lồng nữa nghe nè, cái trước anh em ở bên Mỹ chốt rồi, đây lâu lâu mình đặt lâu dữ lắm mới được nghe nè, 620 nằm sát Mỹ đó, sơ mi chưa gắn, lồng này rất xiên cái đáp nó mờ luôn, hai sơ mi đây đúng nghe nè, đúng lòng toàn, chiếc này không có đầu nha, chỉ có cái lòng thôi, lòng thì lòng phải có bạc bích tông chứ anh em, đây à, bạc bích tông à, mình bán là đây đúng hàng zin T3 AGT T3 bạc sa băng đúng bạc toàn, đợt này có được ác toàn nữa, ác sa băng nhiều khi có nhiều khi không nghe năng, nhiều khi bộ không có cái này, nhiều khi người ta có thì mình đặt đó, bỏ vô luôn cho mình, nhiều khi có cái dòng bi nữa, nói chung là tùy theo đợt nè. Bộ lòng đèn 99 tồn kho, sớm giờ bên mình về đồ tồn rất là nhiều nữa nè, tem còn đầy đủ luôn, chữ S màu này xuống mở gà nghe nè, chữ S ốc nè, chưa gắn lần nào hết nha nè, chưa gắn gì nè, ốc bộ đâm chạy chỉ đó, bộ đầm lâu vậy lắm mới có bộ đẹp này nè, chữ S mày T3 chiếc sơn này có chạy chỉ rồi nha, đầm sao đầm tước chữ S T3 mấy đầm tồn này cũng xuống theo năm tháng, màu rất là đẹp, đầm là phải có căm đây, căm tồn kho cái đầu vàng tươi luôn nè anh em, đầu vàng đúng hàng trước sau thiếu niên, heo dầu dầu đợt này về được 2 con nghe nè, 27 này T2T27 luôn nghe anh em, con này rất là đẹp, chưa gắn lần nào nghe nè, D
đề cao núm lòi nè. Con này cũng đề cao núm lòi luôn nè. Nhưng là giờ đồ tồn cũng không còn nhiều có, mình gom làm để hết nha nè. ET27. Nhân nào cần thì liên hệ mình. Gu. Ai gu game về được cũng một số bộ nha anh em. 5-6 bộ gì đó. Đây. Vít ba ke. Cục gu muốn vuông luôn nha anh em, rất là nặng. Vô cảm giác tay lái của mình nó không bị rung chứ không bị nghiêng nữa nghe nè, rất là chuẩn. Hai tầng nha anh em, ở trong đây có cục chì nữa. Cái tam giác tồn kho. Cái này anh em dán á, muốn không dẫn lên thì lấy cái máy sấy tóc anh em thôi vô. Đúng hàng còn. Cái màu nó sậm hơn cái hàng mới rất là nhiều nha. Để mình lấy cái hàng mới cho anh em phân biệt. Hàng nào tồn là tồn, mới là mới nha anh em. Nó khác nhau nha, cái này là hàng mới nè, có mấy chục ngàn miếng nè. Nè, cái màu nè, anh em nhìn hai cái màu nè nha. Đó, cái này nó sậm màu cam rất là sậm. Còn cái đây cái dạng mới nè. Nó đâu có ba giống nhau đâu. Nè, về cái độ chiếu nha anh em, nghiêng qua là bên đây nó sáng liền nè không. Đó, nói chung là tiền nào của nấy anh em ơi. Đây là hàng còn nha. Bơm nhớt 21D1 đứng của xì bò nghe nè. Mikuni 21D1 ra băng lâu lâu nó còn đựng cái đĩa toàn nữa nè, đĩa này chưa xài luôn nè. 3ml. Rồi thì bây giờ mình ngưng nha anh em, mình gói đồ mình giao cho anh em cái đi. Tại cũng gần cuối giờ rồi. Ngày mai mình mai 21 thì mình rảnh mình lên cho anh em một số đồ riêng với đồ tồn nữa nha anh em. Còn về cũng còn nhiều lắm mà chưa có soạn kịp nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng ủng hộ rất nhiều nha. Anh em cần món nào cái alo liên hệ mình nha. Rồi anh em chuyển cọc chuyển khoản là mình ship toàn quốc nha anh em. Bây giờ mình đóng hàng mình giao cho anh em Bình Dương nha. Thank you.